Thời gian gần đây, giá cá kèo tăng rất mạnh. Nếu thời điểm Tết Nguyên đán, giá cá kèo bán tại trại nuôi chỉ có khoảng 110.000 đồng một kg, nhưng nay giá đã tăng lên gần 200.000 đồng một kg. Đáng chú ý là thời điểm giá cá kèo còn thấp lại rơi vào đúng cao điểm vụ thu hoạch, nên nhiều trại lại bán ra phần lớn sản lượng. Nên đến nay dù giá cá tăng cao, người nuôi lại không còn cá để bán. Điều này khiến không ít người nuôi tiếc nuối. Cùng thời gian này thì cá kèo giống khá khan hiếm, nên nhiều người muốn nuôi thêm sẽ phải chờ đợi đến khoảng tháng 5. Do nguồn cung ít nên nhiều chủ trại nuôi dự kiến rất có thể giá cá kèo còn tăng cao trong thời gian tới. Thời gian trước đây, giá cá kèo xuống thấp chỉ còn khoảng vài chục nghìn đồng mỗi kg, nên nhiều hộ không nuôi. Khi nhu cầu thị trường tăng nhưng nông dân không có cá bán, nên giá thu mua cá kèo càng tăng mạnh. Với việc giá tăng cao như hiện tại, rất có thể trong thời gian tới cá kèo sẽ ngày càng khan hiếm vì mọi người hạn chế nhập khi giá đang tăng nóng.